quá đáng chưa? Thậm chí 12 năm sau, khi pha lập công trên xuất hiện, các cu lê đã đồng lòng bầu chọn nó trở thành bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử bang xứ này. Vị trí đầu bảng thuộc về Maradona 1986. Cố huyền thoại Maradona là người có thể biến những điều không tưởng thành hiện thực, và khoảnh khắc kỳ diệu mà cậu bé vàng tạo ra trước tuyển Anh năm 1986 đơn giản đã trở thành bất tử. Khi ấy cựu gia Napoli nhận bóng từ giữa sân và mất chưa đến nửa giây để biết mình phải làm điều gì đó đặc biệt. Và cú xoay người cũng như đảo chân nhanh như điện là đủ để Maradona bỏ lại sự kìm kẹp của hai cái bóng áo trắng trước khi lao ra đường biên bứt tốc. Hình ảnh vài cầu thủ Anh khi đó có thể bắt kịp cậu bé vàng là minh chứng rõ nét cho tốc độ xé gió mà huyền thoại Nam Mỹ từng sở hữu. Thế nhưng phần hay nhất chỉ đến khi cựu sao Napoli đến gần vòng cấm tạm dừng. Cụ thể biểu tượng bóng đá Nam Mỹ đã có tình huống ngoặt trái để vặn sườn đối thủ trước lúc làm hậu vệ khác. Xong, anh vẫn có thể trở lại trận đấu này. Không có lỗi.